mắt thế. Mà cả lớp ta ngồi thả lỏng và tư thế ngoài thoải mái nhất. Hai tay các bạn đặt trên hai gối, ngửa lòng bàn tay. Các bạn từ từ chạm nhẹ ngón tay trỏ và ngón tay cái lại. Và từ từ khép hờ mắt. Tập trung tâm trí vào hơi thở. Ý thức hướng vào hơi thở. Hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Hãy cảm nhận và quan sát hơi thở được đi vào và đi ra qua hai cánh mũi. Hít vào bụng căng tròn. Thở ra bụng xẹp lại. Hít vào bụng căng phồng lớn lên. Thở ra bụng hóp sát lại. Và co nhíu hậu môi. Hãy loại bỏ những tâm trí ảnh hưởng gây ra xung quanh bên ngoài. Và hãy hướng tâm trí vào hơi thở. Hãy cảm nhận một nguồn năng lượng từ trên đỉnh đầu đi xuống lòng bàn chân. Từ lòng bàn chân đi lên tới đỉnh đầu. Thả lỏng từ trong ra ngoài. Từ ngoài vào trong. Tâm trí hướng vào hơi thở. Hãy cảm nhận hơi thở được đi vào và đi ra. Đi vào khi hít vào. Đi ra khi thở ra. Mời cả lớp chúng ta co nhẹ các đầu ngón tay và từ từ mở mắt nhìn về đầu thảm. Hai tay các bạn úp nhẹ xuống gối. Hít vào nâng cầm và đẩy căng cầm lên phía trên. Gập xuống thở ra cầm chạm ức. Hít vào nâng cầm và lướn lên. Gập xuống thở là cầm chạm ức.
Lần cuối hít vào, nâng cầm và đẩy căng lên. Gập xuống thở là cầm chạm ức. Hít lên chính diện. Nghiêng đầu qua bên phải thở. Hít lên. Nghiêng trái thở là. Hít lên. Nghiêng phải thở. Các bạn thả lỏng vai trái của mình và cảm nhận cơ cổ bên trái được kéo giãn và căng. Hít lên. Nghiêng trái thở là và các bạn thả lỏng vai bên phải của mình. Lần cuối hít lên. Nghiêng phải thở. Các bạn giữ lại và hít thở đều. Hướng tâm trí vào bên cổ bên trái của mình. Hướng ý thức vào bên trái. Ý thức đến đâu, máu huyết sẽ lưu thông đến đó. 3, 2, 1, hít lên. Và trái thở là. Ba, hai, một, hít lên. Xoay phải thở. Mắt bạn nhìn thẳng và cầm song song với phần vai của mình. Hít vào, xoay trái thở là. Hít vào, xoay phải thở. Chúng ta cố gắng cố định hai vai của mình. Các bạn chỉ xoay cổ. Hít vào. Trái thở là. Lần cuối hít vào. Xoay phải thở. Các bạn đẩy nhẹ cầm lên phía trên. Và giữ lại. Hít vào. Xoay trái thở là. Hít trở về. Mời cả lớp ta nâng hai tay lên. Các bạn đan lại với nhau. Hai trỏ tay các bạn áp sát lại với nhau. Chúng ta xoay nhẹ cổ tay của mình. Và từ từ đẩy các lòng bàn tay ra phía trước. Các bạn bung nhẹ hai tay. Bàn tay hướng về phía trước. Chúng ta lấy tay trái. Chúng ta kéo lòng bàn tay ngược lại. Và gập xuống thở là. Lần hai cũng là lần cuối của các bạn kéo ngược lên. Cảm nhận phần cổ cái này của mình được kéo giãn và căng. Và lần cuối các bạn kéo gập xuống. Chúng ta đổi bên, tay phải kéo lòng bàn tay trái. Và kéo xuống, gập lại. Lần cuối, các bạn kéo ngược lại. Và gập xuống ạ. Mời cả lớp thả lỏng hai tay và dang ngang. Các bạn xoay nhẹ khuỷu tay của mình. Xoay ngược lại. 3, 2, 1. Tay phải các bạn áp sát vào phần ngực. Và tay trái chúng ta ép sát lại. Cảm nhận phần vai của mình được kéo giãn và căng. Hít vào, hai tay các bạn dang ngang.
và ép tay trái lại, thở ra. Lần cuối hít vào và ép phải thở. Hít vào, trái thở là. Hít vào, mời cả lớp ta nghiêng người sang bên phải thở, mắt hướng trần. Hít lên, nghiêng trái thở là. Hít lên, phải thở. Bạn nào tốt thì co nhẹ trỏ tay, ép nhẹ xuống dưới sàn, cảm nhận cơ lên sườn bên trái được kéo giãn và căng. Hít lên, trái thở là. Lần cuối hít lên, phải thở, cả lớp chúng ta giữ lại và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hít lên, trái thở, năm, bốn, ba, hai, một, hít lên, xoay nhẹ qua bên phải, tay phải đặt sau mông trái của mình và xoắn phần eo của mình, thở ra, hít vào, xoay trái thở, chúng ta cố gắng lưng thẳng, vai cân bằng, hóp bụng lại và xoắn theo hơi thở của mình. Hít vào, phải thở là. Hít vào, trái thở. Lần cuối hít vào, phải thở là cả lớp ta xoắn tối đa và giữ lại, hít thở đều. 5, 4, mỗi nhịp thở của các bạn là được bạn xoắn thêm 3, 2, 1, hít vào và trái thở là 5, 4, 3, 2, 1, hít trở về. Mời cả lớp hạ tay xuống thở là. Và các bạn thả lỏng hai chân, chúng ta duỗi về phía trước và nhắc nhẹ. Các bạn thả lỏng cổ chân của mình. Các bạn duỗi căng mũi bàn chân và nâng nhả gót chân lên khỏi mặt sàn, đóng mũi bàn chân lại. Lần hai duỗi căng, thở là, nâng gót. Mời cả lớp ta co hai gối và bước đứng lên. Mời cả lớp bước về đầu thảm. Hai chân chúng ta tách nhẹ bằng hông của mình. Bàn chân vuông góc. Hai tay các bạn nâng lên, hít vào. Các bạn gập dài người về trước, thở ra. Lưng thẳng, lực dồn vào các đầu ngón chân. Lưng song song với mặt sàn. Hít lên. Gập xuống thở. Cảm nhận lực dồn vào các đầu ngón chân. Lần ba, hít lên.
gập xuống thở là vươn dài cột sống về phía trước. Lần 4 hít lên. Gập xuống thở. Cảm nhận hơi thở chậm và sâu. Lần cuối hít lên. Gập xuống thở, mời cả lớp giữ và hít thở đều. Hãy cảm nhận cột sống lưng của mình được duỗi thẳng. 5 4 3 2 1 Các bạn đặt bàn tay phải thẳng xuống dưới sàn, thẳng vai vuông góc và nâng tay trái của mình lên, mắt nhìn theo tay. Thở là hạ xuống hít vào và đổi bên phải thở. Hít vào trái thở là hít vào phải thở. Lần cuối hít vào trái thở là cả lớp chúng ta giữ và đẩy nhẹ ngực lớn lên. 5 4 3 2 1 Hạ xuống hít vào và nâng phải thở là cố gắng đẩy ngực và lớn lên. 5 4 3 2 1 Các bạn hạ tay xuống dưới sàn và từ từ nâng hai tay song song với phần tai của mình và nâng người hít lên. Mời cả lớp hạ tay xuống, thở ra. Các bạn hạ tay xuống và bước về đầu thảm. Hai chân các bạn vẫn tách nhẹ bằng hông. Hai tay nâng lên hít vào. Kéo tay về trước ngực thở. Hai tay nâng co gối cái ghế của mình. Chắp tay lại xoắn vặn qua bên phải thở là. Hít vào, hai tay nâng cao. Và xoắn trái thở. Các bạn cố gắng tách phần bụng và đùi của mình. Hít lên. Các bạn hạ hai bàn tay xuống sàn, cò úp mặt thở. Hít vào, ngước mặt co nhẹ gối, bật hai chân là sau Chaturanga. Hít vào, lướt nhẹ lên lắn hổ mang, đẩy ngực, quặn vai và lướn cổ. Hạ xuống, rút về chó úp mặt thở. Đá chân phải lên cao và bước về cạnh tay phải của mình. Các bạn đẩy căng chân trái và hai tay nâng hít vào chiến binh một. Hóp bụng, thẳng lưng. Hạ xuống thở ra. Rút phải là bằng trái, Chaturanga lần hai. Hít vào, lướt lên lắn hổ mạng, cố gắng đẩy căng tay vào ngực của mình. Hạ xuống, rút về chó úp mặt thở. Đá chân trái lên cao. Bước về cạnh tay trái của mình và duỗi thẳng chân phải, hai tay nâng hít lên. Hạ xuống thở ra,
rút chân trái ra bằng phải, tấm chaturanga. Hít vào lướt lên lần cuối cùng. Hạ xuống, rút về chỗ mà thở ra. Cố gắng hóp bụng và đẩy mông lên cao. Hãy cảm nhận cuộc sống của mình được kéo dài và giãn ra. Duỗi thẳng. Hít vào các bạn co nhẹ, gối vào bụng của mình, giếng gót chân và mắt nhìn về giữa hai chân của mình. Bước nhẹ, nhảy nhẹ về. Cò úp mặt thở. Hai tay nâng cái ghế hít lên. Gập xuống thở là cò úp mặt. Hít vào ngước mặt nhìn lên co nhẹ gối bật hai chân lật sau. Chát tù lần gà. Hít vào lướt lẹ lên. Hạ xuống lui về chỗ úp mặt thở. Đá chân phải lên cao. Và bước nhẹ về cạnh tay phải của mình. Hạ gót chân trái. Tay trái các bạn nâng mắt nhìn theo. Hãy cảm nhận phần cơ đùi phải của mình được căng. Hít lên chín bình hải. Mắt nhìn về tay phải. Nghiêng nhẹ người sang bên trái thở. Tay phải áp nhẹ bằng tay và mắt hướng trận. Hít lên. Tay phải các bạn đưa về phía trước và mắt nhìn theo thở ra. Duỗi thẳng. Lần hai hít lên. Xuống thở là cả lớp giữ lại và hít thở đều. 3, 2, 1, hít lên, xuống thở. Ba, hai, một, hít lên. Mời cả lớp duỗi thẳng chân phải của mình và thu mũi bàn chân trở về phía vuông góc. Hai tay các bạn co lại, nắm xuống giữa hai ngón chân cái của mình và kéo căng lưng và đầu xuống dưới sàn thở là. 5, 4, 3, 2, 1, hạt ngước mặt nhìn lên hít vào. Hai tay song song với phần tay tai của mình và từ từ nâng thẳng người lên. Các bạn hai tay dài ngang, xoay mũi bàn chân trái, đóng 90 độ và hạ chín bình hai của mình. Mắt nhìn về tay trái. Nghiêng sang bên phải thở ra. Hít lên. Xoay trái thở. Hít lên. Phải thở là cả lớp nghiêng tối đa và giữ. 5, 4, 3, 2, 1, hít lên. Trái thở là 5, 4, 3, 2, 1, hít lên. Mời cả lớp duỗi thẳng chân trái của mình và tiếp tục đóng nhẹ mũi bàn chân. Hai tay các bạn nắm lấy ngón chân cái của mình và từ từ gập xuống thở ra. Duỗi thẳng. Bạn nào tốt thì đỉnh đầu chạm sàn, duỗi thẳng lưng thẳng chân. 5, 4, 3, 2, 1, hai tay các bạn từ từ nâng lưng của mình và song song phần tay hít lên. Và các bạn hạ tay xuống thở ra.
Hai tay nâng hít vào, mắt nhìn lên và hạ xuống thở. Lần hai hít lên, hạ xuống thở ra. Lần cuối hít lên và kéo tay về trước ngực, mời cả lớp từ từ gập dài người song song với mặt giảm. Các bạn xoay người sang bên phải, ngước mặt nhìn lên, thở ra. Sử dụng phần chân của mình, cơ đùi sau. Hít vào, xoay trái thở. Và cố gắng nâng ngực của mình, đẩy lên. Hít vào, trái thở là phải đó. Xử lý. Lần cuối hít vào và xoay thở. Ba, hai, một. Hít vào, mời cả lớp ta xoay mũi bàn chân phải và hạ bàn tay xuống, xoay mũi bàn chân trái và bước chân phải là bằng trái. Các bạn hạ cha tù lần cả lần cuối cùng. Hít vào lướt lên, nâng đùi gối của mình khỏi mặt sàn và lớn cổ, đẩy căng tay và đẩy ngực lên. Và hạ xuống, rút về chó úp mặt, thở là. Đá chân phải lên cao và co nhẹ gối đẩy về chạm trỏ tay phải của mình, thở. Hóp bụng đẩy. Hít lên lần hai, xuống thở ra. Hít lên, xuống thở. Hít lên lần bốn, xuống thở ra. Hít lên, lần cuối xuống thở. Cả lớp giữ lại và hóp sát bụng, lút ngực, đẩy căng tay vai xuống sàn. Ba, hai, một. Hít lên, mời cả lớp hạ chân xuống thở ra. Hít vào, nâng chân trái của mình lên cao, co gối đẩy về chạm trỏ tay trái, thở. Hít lên, xuống thở là. Hít lên, xuống thở là. Hít lên, xuống thở. Lần cuối cùng hít lên, xuống thở là. Cả lớp giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít lên, mời cả lớp hạ chân xuống thở là. Và hóp bụng lại, đẩy cắt chắc phần cao phần mông lên phía trên. Cả lớp giữ và hít thở đều. Hít vào, co nhẹ gót chân, co gối, là mắt nhìn vào giữa hai tay, bật nhẹ về giữa hai tay của mình. Và hai tay các bạn luôn nhẹ xuống dưới lòng bàn chân của mình và kéo gập xuống thở ra, co trỏ tay, hướng vai và đầu xuống dưới sàn. Hít vào, ngước mặt, kéo căng tay vai của mình.
3 2 1 các bạn gập nhẹ xuống thở ra. 3 2 1 hít vào các bạn thả lỏng hai chân và nâng hai tay hít lên. Chắp tay lại trước ngực thở ra. Mời cả lớp giữ và hít thở đều. Mời cả lớp hạ tay xuống. Chúng ta tiếp tục. Hạ chân các bạn vẫn tách nhẹ bằng hông của mình. Hai tay nâng hít vào, mắt hướng nhìn lên và chắp tay lại kéo về trước ngực thở. Hạ hai tay cô ấy hít lên cái ghế lần hai. Cả lớp giữ lại và giữ 5 4 3 2 1. Các bạn đặt tay xuống dưới sàn và bước nhẹ chân phải ra sau và hạ gối xuống. Các bạn hít vào đá chân trái lên, duỗi thẳng ra sau, co gối lại chạm trán thở. Hít vào ngước mặt, duỗi thẳng chân và xuống thở ra. Hít vào lần cuối, xuống thở. Cả lớp giữ 5 4 3 2 1. Hít vào, mời cả lớp duỗi thẳng chân lên sau và nâng gót chân vào mông, nâng tay phải của mình nắm lấy cổ chân trái và kéo cao hóp bụng, đẩy căng tay vai xuống dưới sàn, giữ cho cơ thể chắc lại. 5 4 3 2 1. Các bạn hạ tay phải xuống sàn và nâng chân trái sang bên trái của mình, giữ 5 vuông góc 4 3 2 1. Đặt chân xuống dưới sàn và hai tay nâng hít lên, nghiêng người sang bên trái thở ra, hít lên, xoay lạc đà thở, đẩy ngực, mở vai, hít lên, trái thở ra, nghiêng toàn bộ cơ lên sườn của mình. Hít lên, lạc đà lần hai thở. Lần ba hít lên, nghiêng xuống thở ra, cả lớp nghiêng theo khả năng của mình. Và hãy lắng nghe cơ thể, căng đến đâu các bạn dừng đến đó. 5 4 3 2 1 hít lên và xoay trái thở ra, cả lớp đẩy ngực và hạ thấp phần vai trái của mình, cân bằng hai vai và đẩy ngực, căng cơ đùi. 5 4 3 2 1 hít lên. Mời cả lớp hạ hai tay xuống dưới sàn và luôn tay phải sang bên trái, duỗi thẳng tay phải và ép sát xuống dưới sàn và nâng tay trái của mình là móc vào phần đùi phải của mình, mở vai thở. 5 4 3 2 1. Các bạn hạ tay trái chống trở về
và hít vào nâng tay phải lút và chống xuống sàn, thu chân trái trở về con mèo. Hít vào ngước mặt nhìn lên. Gồ lưng hóp bụng thở. Hít vào ngước mặt nhìn lên. Gồ lưng hóp bụng thở là chúng ta cố gắng quặn xương cùng và hóp sát bụng lại, cầm chạm ức, nhìn lại phía sau ngón chân cái của mình. Lần cuối hít vào. Gồ lưng hóp bụng thở là cả lớp giữ lại. 3, 2, 1. Hít vào, mời cả lớp nâng chân phải của mình duỗi thẳng lại phía sau và co gối lại chạm trán thở. Hít lên, xuống thở là hít lên, xuống thở, hít lên, lần cuối xuống thở là các bạn giữ lại và hít thở đều. 3, 2, 1. Hít lên, mời cả lớp co gót chân vào mông và nâng tay trái của mình lên, nắm lấy cổ chân hoặc mu bàn chân của mình để kéo cao chân của mình, hóp bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn hạ tay phải xuống dưới sàn và đưa chân phải sang, nâng cao lên, vuông góc với đùi trái của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ chân xuống dưới sàn và hai tay nâng hít lên. Nghiêng sang bên phải thở là hít lên, lạc đà thở, đẩy ngược và quặn vai. Hít lên, xuống thở là hít lên, lạc đà thở, lần cuối hít lên, nghiêng xuống thở là các bạn nghiêng tối đa và hãy cảm nhận cơ thể và lắng nghe cơ thể của mình căng giãn đến đâu các bạn dừng đến đó. 5, 4, 3, 2, 1. Hít lên, xoay lạc đà thở là năm, bốn, ba, hai, một. Hít lên, các bạn hạ tay xuống dưới sàn thở ra và luôn tay trái của mình ép sang bên phải, hạ xuống bên phải của mình và nâng tay trái phải của mình lên, móc phần đùi, mở vai. 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn chống tay phải xuống dưới sàn và nâng lên. Các bạn bước chân phải trở về con mèo. Hít vào ngước mặt nhìn lên. Gồ lưng hóp bụng thở ra. Hít vào lần cuối. Gồ lưng hóp bụng thở, cả lớp giữ lại. 5, 4, 3, 2,
Một mày cả lớp đá duỗi căng mũi bàn chân và từ từ hạ mông về gót chân của mình. Hai tay thẳng là vì sao tư thế em bé và thả lỏng cơ thể hít thở đều. Hãy cảm nhận hơi thở thật sâu và chậm. Mời cả lớp ta ngồi trở về tư thế kim cương. Chúng ta tiếp tục hít thở đều. Mời cả lớp ta với lấy hai viên gạch của mình. Các bạn kê hai viên gạch ra hai bên phần hông của mình. Và các bạn chống nhẹ bàn tay xuống hai viên gạch và lút hai chân về phía trước. Các bạn hít vào và hạ xuống thở là đúng rồi. Chúng ta sẽ làm nhịp 5 lần. Nào, hít vào nâng chân phải của mình, nâng mông của mình và hạ xuống thở. Lần bên trái hít vào, xuống thở. Phải hít vào lần 2, xuống thở. Hít vào bên trái, xuống thở. Lần 3 hít vào, xuống thở. Hít lên, xuống thở. Lần 4 hít vào, xuống thở. Hít vào, xuống thở. Lần cuối hít vào cả lớp giữ. 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống thở là, và bên trái hít lên, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống thở là, và các bạn chuẩn bị nâng hai chân của mình, theo khả năng của mình ạ. Chúng ta cố gắng rút phần bụng của mình để nâng mông ra phía sau và rút nâng hai chân lên khỏi mặt sàn. Nào, hít vào các bạn. Chúng ta cố gắng nuôi phần mông của mình ra phía sau để nâng cái chân của mình. 3, 2, 1, hạ xuống thở là. Hai tay các bạn hít vào và gập dài người về phía trước thở là. Hai tay nắm gót chân của mình và kéo gập dài người về phía trước thở. Hai tay nâng hít lên, gập xuống thở là. Lần cuối cùng vươn dài cột sống về phía trước và hạ. Bạn nó tốt bụng đùi chạm nhau, ngực chạm gối và đầu chạm xuống ống chân của mình và giữ hít thở đều. Cố gắng thở là, thở là, thở là. 3, 2, 1, hít lên. Mời cả lớp hạ tay xuống sàn thở và các bạn bước chân phải sang bên phải của mình.
hai tay các bạn nâng lên hít vào. Gập dài người về trước thở ra. Hít lên. Các bạn hạ tay phải xuống ngón chân của mình và nghiêng tối đa theo khả năng của mình. Bạn nào tốt thì nắm nhẹ các đầu ngón chân và mở vai ép phần hông, phần đùi trái của mình xuống sàn, không nâng. Hít lên. Và gập xuống thở là lần cuối. Cả lớp giữ và hít thở đều. Hạ hai bàn tay xuống dưới sàn và đi bộ về phía trước, cố gắng duỗi dài cuộc sống về phía trước và thở hết hơi ra. Cảm nhận hơi thở thật chậm và sâu. 5 4 3 2 1 Hít lên và nghiêng sang bên phải thở là đưa gối và vai các bạn về phía trước phần gối của mình. Và cố gắng mở nghiêng tối đa, xoay nhẹ vai trái của mình lên. 5 4 3 2 1 Hít lên. Mời cả lớp xoay người sang bên trái, đặt bàn tay trái của mình xuống dưới sau mông trái của mình và nâng hông lên, thở là mắt nhìn theo tay phải, đẩy cao hông của mình. 5 4 3 2 1 Hạ xuống dưới sàn, hai tay nâng hít vào và gập dài người về phía trước thở là giữ hai chân. Bàn nào tốt thì bụng chạm sàn trước, sau đó đến ngực và đến trán của mình. Thở hết hơi ra. 5 4 3 2 1 Hít lên. Mời cả lớp hạ tay xuống thở là và các bạn bước chân phải trở về và duỗi chân trái của mình sang bên trái. Hai tay các bạn nâng hít vào. Gập dài người về trước thở là hít lên, nghiêng sang bên trái thở, tay trái nắm lòng bàn chân và nghiêng tay phải sang tối đa của mình, cảm nhận căng cơ lên trên bên phải. Hít lên và gập xuống thở là các bạn cố gắng vươn dài cột sống về phía trước và ép sát phần hông trái của mình xuống dưới sàn, giữ và hít thở đều. Hãy cảm nhận hơi thở thật chậm và sâu. Năm, bốn, ba, hai, một, hít lên và nghiêng sang bên trái thở là các bạn cố gắng ép phần đùi vào phần mông phải của mình xuống. Từ từ xoay nhẹ vai phải của mình lên phía trên. Nằm. Và hãy cảm nhận từng hơi thở của các bạn được đi là 3 2 1 Hít lên. Các bạn xoay người sang bên phải, đặt bàn tay phải sau mông phải của mình và nâng hông lên, đẩy ngực thở là 5 4 3 2 1 Hạ xuống, nâng hai tay hít vào, gập dài người về trước thở là giữ hai chân của mình tốt thì bò dài về phía trước, áp sát bụng ngực trán chạm sàn thở ra. 3 2 1 Hít lên.
Mời cả lớp hạ tay xuống thở là và bước chân phải trở về, bước chân trái song song. Và hai chân áp sát lại với nhau, hai tay quạt trống thẳng lại phía sau mông của mình. Hít vào nâng lên tấm ván. Cả lớp giữ. 5 4 3 2 1 Các bạn hạ xuống dưới sàn thở là và co hai chân lại. Hai chân các bạn tách nhẹ bằng mông của mình nên tư thế cái bàn. Hít vào nâng mông lên. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một hạ xuống thở là. Và hai chân các bạn duỗi thẳng về lên phía trên. Hai tay các bạn đưa về phía trước tư thế cái thuyền. Đẩy lưng. Cảm nhận lưng thẳng. Các bạn cảm nhận tầm mắt của mình song song phần chân của mình. Đừng nâng cao chân quá. Năm. 4 3 2 1 Từ từ hạ phần lưng dưới của mình xuống dưới sàn, chân không chạm sàn. Tiếp tục cái thuyền thấp. 5 Các bạn cố gắng siết phần bụng của mình xuống. 4 3 2 1 Các bạn hạ xuống dưới sàn thở là và các bạn hít thở đều. Hai tay các bạn đan lại phía sau gáy của mình. Hai chân các bạn ép sát xuống sàn. Các bạn bật vai và lưng nhẹ của mình lên thở là xuống hít vào lên thở hít vào thở là hít vào thở hít vào thở là hít vào thở hít vào thở là hít vào thở lần cuối hít vào thở là cả lớp giữ lại. 8 7 6 5 4 3 2 1 Các bạn hạ xuống thở là và tiếp tục hít thở đều. Hai tay các bạn vẫn để nguyên. Các bạn co nhẹ hai gối của mình lại. Chúng ta đi cơ lên xéo. Chỏ tay phải và khớp gối trái các bạn được chạm nhẹ vào nhau. Rồi các bạn bật lên thở ra. Xuống hít không chạm sàn. Bật trái thở. Hít. Thở. Hít. Thở ra. Hít vào. Thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở. Hít vào. Thở ra. Lần cuối hít vào. Lên thở cả lớp giữ lại. 5 4 3 2 1 Hít vào và lên thở là 5
4 3 2 1 hạ xuống thở là cả lớp ta duỗi hai chân thẳng ra phía sau của mình. Và hai tay các bạn xuôi thần úp nhẹ lòng bàn tay xuống sàn. Cảm nhận toàn bộ phần lưng của mình được chạm xuống sàn. Và nâng hai chân lên của mình 90 độ, đóng nhẹ mũi bàn chân lại. Nhớ là phần thắt lưng và phần xương cùng của mình được chạm xuống sàn. Và hạ xuống hít vào không chạm sàn. Lên thở là hãy đảm bảo hai các phần thắt lưng của mình được chạm xuống sàn. Bạn nào bị võng lên thì ta có hai khăn các bạn kê vào, hoặc là các bạn nâng nhẹ phần vai của mình lên, hạ xuống hít vào, lên thở là xuống hít vào, lên thở, hít vào, thở là xuống hít vào, thở, xuống hít vào, thở là hít vào. Các bạn hai lần nữa, cố gắng xẹp phần bụng của mình xuống để siết bụng, lên thở, hít vào. Các bạn cố gắng siết bụng để cảm nhận phần bụng dưới của mình được siết chắc lại, lên thở là lần cuối cùng hít vào, cả lớp giữ và hít thở đều. Các bạn nhớ là thở lồng ngực của mình. 5 4 3 2 1. Các bạn hạ xuống thở là mời cả lớp hít thở đều và thả lỏng hai chân hai tay của mình. Các bạn co gối phả lại, kéo sát vào lòng mình và hai tay kéo sát, tay trái nắm gối, tay phải nắm cổ chân, ép sát lại và từ từ nâng cầm chạm gối của mình. Thở hết hơi ra. Hạ vai và đầu xuống, lấy tay trái kéo gối của mình sang bên trái của mình, tay phải mở rộng mắt nhìn theo. Thả lỏng bụng, thả lỏng cột sống lưng và hơi thở của mình. Cả lớp ra trở về và duỗi chân phải là các bạn co chân trái lại, tiếp tục tay phải nắm gối và tay trái nắm cổ chân, ép sát lại, thở duỗi các mũi bàn chân và nâng cầm chạm gối, thở hết hơi. Hạ vai và đầu xuống, kéo chân trái sang bên phải, tay trái mở rộng, mắt nhìn theo. Mời cả lớp ta co chân trái và co chân phải lại, hai tay ôm sát lại và ép sát.
nâng cằm chạm giữa hai gối của mình. Ta thở hết hơi ra. Và bạn nào tốt thì giữ hơi phần hấp sát bù lại và giữ lại. Và hạ vai và đầu của mình xuống dưới sàn. Hai tay ôm nhẹ hai phần gối của mình và lăn qua lăn lại. Thả lỏng toàn bộ phần lưng của mình. Và các bạn bật lên bật xuống. Vòng cuối cùng các bạn bật lại cái cày cho mình. Hai tay chống nhẹ lưng. Hóp bụng. Cảm nhận phần lưng của mình được thẳng 90 độ. Và từ từ hạ hai gối ra hai vai của mình. Các bạn từ từ nâng một chân phải của mình lên trước và tiếp tục nâng chân trái của mình lên tư thế cây nến. Và các bạn từ từ co gối và hạ phần lưng của mình xuống, từng đốt sống được chạm xuống sàn. Và hai chân duỗi thẳng. Các bạn chống nhẹ hai chỏ tay của mình lên, nâng lưng và vai của mình lên, đỉnh đầu chạm sàn tư thế con cá. Bạn nào tốt thì nâng hai tay lên phía trước và chắp lại.
lần cuối hít vào, các bạn chắp tay lại kéo về trước ngực thở là. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc cho các bạn một luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, bình an. Namaste.